Bài thứ hai, In My Life. Bài này sáng tác năm 65 của John Lennon viết. Và bài này thực ra là John Lennon lần đầu tiên tự sự về cuộc đời của mình, kể những câu chuyện đã qua, những người bạn đã còn, những người bạn đã mất. Đấy. Và cái bài này nó như là cái cuốn hồi ký của John Lennon. Keep going.